Đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Channel Online. Chúng tôi mong muốn tiếp tục cung cấp những thông tin, những kiến thức, những câu chuyện, những nghiên cứu về tâm lý và đời sống con người. Các bạn hãy like, share và đóng góp ý kiến để chúng tôi có thêm động lực duy trì sự hoạt động của kênh YouTube này. Rất cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của quý vị và các bạn.